Hello everyone, welcome back to my Zombies Funny channel. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Zombies Funny của mình trong hôm nay. Trong video sẽ là 8 tựa game nổi bật nhất những tuần qua. Với tựa game đầu tiên mình dùng các bạn khám phá ngay trong video này. Đó là một tựa game Scary Horror Game của Kimmer Rise Ice Cream. Chúng ta cùng bắt đầu. Let's start with this. Vậy nào. Mình sẽ bỏ qua tất cả các bạn giới thiệu nhé. Để có thể trải nghiệm tựa game tốt hơn của các bạn. Cho con đi tìm tất cả sợi dây ở trong những con cáo này các bạn. Ok, sợi dây mà xanh hả? Cùng trả xuống con ngôi nhà này. Đúng điểm đến đầu tiên mà. S1 này thì sẽ cần tìm một bình can chứa xăng các bạn. Đơn giản thôi các bạn. Còn thì trong Ice Cream 2 thì cho cần phải làm cách khác các bạn. Nữa mình sẽ tiếp theo là mình sẽ tìm cho các bạn. Mình tiếp theo, Cafe Trader. Cùng vào bên trong quán này nào. Mình sẽ đục thông qua chỗ này. We don't have the final three. Cô sẽ thêm 3 rồi các bạn. Ok, có được một giấy rồi. Bây giờ một điều kiện để chúng ta có thể truy cập vào máy thu ngân này thôi. Chúng ta cất ngoài xe nào. Kids today, I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make them ice cream fun. Cái này là cái của chân lúc xin chuyển đến nền tiếp theo nhé. Một bạn đã trống đi, bạn đã bỏ hoang các bạn, đã thi công rồi nhưng chẳng làm được. Cho nó tạo tự động một thằng sẽ quay lại các bạn. Đó. Quay ngay lại xe thì mình nghĩ nó xui rồi. Hãy sẵn cho bản thân một khẩu súng nữa. Như chỉ là súng mực thôi các bạn. I should call you here. Nhưng mà đúng được hết rồi tới đâu rồi ạ. Sao lại trông trước này? Chúng ta thử những bộ có chất cần này các bạn. Chúa đường ống này sang phía bên kia nào. Không có chiếc áo nào trên này hết. Đây chiếc áo nằm ở cái chiếc ghế đấy các bạn. Ok, chìa khóa văn phòng. Office key. Chui qua nhanh không ta sẽ chui vào nào các bạn.
quay về xe chúng ta di chuyển luôn nào, tránh nổ ta không không ở đây các bạn. Ok, chúng ta cùng di chuyển vào xe này. Anh nhớ các chú xe của Anthony các bạn nhé. Để cho bây giờ có thể nói luôn tờ vé vấn thẻ của Anthony nào. We have opened the office room. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua trại quán cà phê nào. Ok, các bạn có nhìn thấy số không ạ? 235 chính là số phòng của nhà kho chế độ quán cà phê các bạn. Biết mình chưa nhỉ? Chưa quên chưa lấy bình này, lấy xăng để bắn trống này. Yeah. Trời lại này cắn được xăng. Hãy cùng bơm sang cái đề can này các bạn. Cho cái dùng nó trong bãi đỗ xe đấy. Cùng quay trở lại chiếc xe nào để di chuyển về bãi đỗ xe các bạn. Magic keep it over. Cho cái chiếc cầu này ở phòng một nó không gọi đang ở phòng. Ok, gọi cho đấy chiếc khóa có chân lồng mà tâm nước bạn cho nào bạn. Okay, that's a little bit.
đây chúng ta đã vào các bạn đặt lại một chút luôn. Về mình chuyển sang tựa game thứ hai cho mình nào các bạn. Race Masters. Cho bắt đầu luôn nào. Ok nào. Xem xe mới nào các bạn. Trap the sheep. Two. Chuyển sang tựa game thứ ba cho mình nào, Benny and the Machine. Mình sẽ tiếp tục lần chơi trước đó. Đi qua bãi này nè, ông này. Where are you? Can you help me? Hey, stop it, stop that. Where the hell did he go? What the hell did he go? Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Mày có thắc cái gì đâu ạ? Thank you.
Đấy, bật power lên được rồi. It's really dark in here. Đây quá tối vậy. Quá đen như vậy. The stairwell's flooded. I'm gonna get out of here. I need to find a way to drink. Đây là công tắc để bật điện sáng đi bạn. Sáng thế này rồi. Con nữa bạn, be careful. Here. Let's see one. Oh no, there's no valve. Where did it go? It's not going to go. Is that thing holding my valve? Hey, I'm not low. I'm not going to check. That gun doesn't go me well. Okay.
Okay, that should do it. That's so dead. Một quả dạng lên rồi. Một cái đây thôi, thôi đóng cho có thể vào trong cửa rồi. Không cần chờ, ok. Cho nó đi tiếp không? Oh my god. Oh, chọc đánh vào đâu. Ok. Từ đoạn này trở đi thì mình sẽ không có thể xem nào. Như tiếp theo, mình sẽ khám phá tiếp các bạn tự nhiên nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tự nhiên thứ tư nào, Swatch Prime. Tôi phát triển một game thủ đô. Let's play nào. Mình sẽ bỏ qua tất cả một vài phần giới thiệu để chặn thằng quả bóng không ạ? Nào mình hãy ưu chính mình tự lên nào. Okay, bỏ qua cả phần để ta bắt nào ạ? Có đấy thì chúng ta hiểu rằng đây bây giờ chúng ta muốn nhìn con ta nào? Muốn cảnh sát. Chỉ có mình ta biết câu chuyện không? Ôi cho mình đang tạo. Cho mẹ tôi giúp ra trả lời mã ạ. Đó.
Be careful. Sao ra vậy, bắt rồi bạn. Chúng ta ra được từ giờ gì được vậy? Oh my god. Chết rồi, tìm được khóa rồi. Chết cái này buồn rồi. Oh my god. Đây sao cũng không lấy chết cái này. Trong tựa game này mình chỉ chuyển sang tựa game thứ 6 cho mình các bạn, Out of Field. Update no. Trong khi chờ tụi em update thì cho chuyển sang tựa game thứ 7 cho mình các bạn. Scary Teacher Buddy. Mình chơi Trucker 1 và Free the Catch. Nhiệm vụ Free the Catch các bạn.
trong này các bạn này. I'll keep you locked in here forever. Chúng ta cần tìm dụng cụ để có thể đột nhập vào nhà bà ta. Một chiếc xà beng chẳng hạn. Một chiếc mồ gỗ để có thể giải quyết trái thấp, trái cứu chúng ta. I will find out. Ủa mà bà ta đỏ thế. Ok. Cùng xem tự game mình xong chưa các bạn. Bây giờ mình chuyển sang tự game tiếp theo. Hard field. A battle. It's a hard game. Trong 3 giây nữa nào. 1 bắt đầu. Chuyển sang tên cuối cùng cho mình nào bạn. Ice cream true. Let's play now. Mình sẽ bỏ qua tất cả các phần giới thiệu nhé. Để có thể tập trung vào tự nhiên của bạn hơn. Bên trong ngôi nhà này các bạn. Đang chào cuối cùng con. Chiếc xe trắng rồi.
going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Thì trước perfume món quà của Mike chắc chắn là xem này các bạn. Được không? Chứ không có gì đâu bạn. Xem đến thùng cuối cùng có nào ạ. Special pass. Ok, quay lại đến vật phẩm nào để trao đổi các bạn. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Okay. Sure. I could do something with this. Chiếc mặc áo mà chúng ta sẽ lấy nó đi băng qua bên này nào. Chứ nó cũng ở đâu các bạn. Mình bên này cái mở chiếc nắp này. Còn trên này chiếc rác mà chúng ta vừa để trước cửa ngoại nào các bạn. Oh my god. Đó chả xuống gì bạn biết. Is anybody watching?
Jay, help me out of here, please. Thôi cho mẹ đi dụ chúng ta cái số nào ạ. Yeah. Đó là trên một mộ đá này nào. Của một người vô danh không tên các bạn. Ok, chúng mẹ cho tay chúng ta nào. Không phải bên trong cái này đâu các bạn. Đổi lấy chút, chú mẹ nào. Đây là mèo đồng hồ các bạn ạ. Đồng hồ như con mèo. Nhưng mà đồng hồ hiện giờ thì rất cần cho quả bom ra. Đây là những ngôi mộ này. Tao bật đến rồi. Chúng ta thắp lên cho con bộ rồi. Ok. Chúng ta cũng quay riêng rồi. Đánh một người này. Cho con bom này. Đứng đây không sao đâu ạ. Ok. Cho anh đi chỉ chụp hai. Di chuyển đến điểm đến cuối cùng được có thể. Gặp lại cho việc cứu Lee sẽ là bạn. Ok, đã buông ra rồi. Chúng ta cùng quay xin này chúng ta. Ok, bạn đã quay tới game cuối cùng trong video này. Mong mọi người xin tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trong channel Zombie Funny của mình. Thank you so much and see you soon in the next video.